Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 tuần 26, trang 68-69, tập đọc Đi hội chùa Hương. Nườm nượp người xe đi, mùa xuân về trảy hội. Rừng mơ thay áo mới, xúm xính hoa đoán mời. Nơi núi cũ xa vời bỗng thành nơi gặp gỡ, một câu chào cởi mở hóa ra người cùng quê. Mỗi bước say mê như giữa trang cổ tích, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ. Dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hỏi, lẫn trong làn sương khói một mùi thơm cứ vương. Động chùa tiên chùa Hương đã còn vang tiếng nhạc, động chùa núi hinh bồng gió còn ngân khúc hát. Ôi phải đâu lễ Phật, người mới đi chùa Hương, người đi thăm đất nước, người về trong yêu thương, theo Chu Huy. Như vậy thì các em vừa đã cùng xem qua bài thơ Đi hội chùa Hương. Thì chùa Hương ở đây tức là chùa ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Nườm nượp là đông kéo dài như vô tận. Trảy hội là đi dự hội. Súng xính là vẻ hớn hở trong bộ quần áo mới dài và rộng. Thanh lịch là đẹp, lịch sự. Bội hỏi là xao xuyến trong lòng. Rồi tiếp theo là phần trả lời câu hỏi. Câu số 1, trong những câu thơ nào, câu số 1, những câu thơ nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng? Thì các em sẽ đọc khổ thơ 1, 3, 4 và 5. Nườm nượp người đi xe đi, mùa xuân về trảy hội. Rừng mơ thay áo mới, xúm xính hoa đón mời. Bước mọi bước say mê như giữa trang cổ tích, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ. Rồi tiếp theo, dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hỏi, lẫn trong làn sương khói một mùi thơm cứ vương. Rồi tiếp theo, động chùa tiên chùa Hương đã còn vang tiếng nhạc, động chùa núi hinh bồng gió còn ngân khúc hát. Thì các em thấy ở đây, ở khổ thơ số 1, khổ thơ 1 cảnh rừng xuân đẹp đó là rừng mơ thay áo mới, súng xính hoa đón mời. Thì khổ thơ 1 cho thấy cảnh chùa Hương đó là cảnh rừng xuân đẹp. Rồi tiếp theo, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ. Thì ở khổ này cho thấy là cảnh chùa thơ mộng huyền ảo. Rồi tiếp theo, dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hỏi, lẫn trong làn sương khói một mùi thơm cứ vương. Thì đây là cũng là cái cảnh chùa Hương thơ mộng huyền ảo. Rồi tiếp theo nữa, động chùa tiên chùa Hương đã còn vang tiếng nhạc, động chùa núi hinh bồng gió còn ngân khúc hát. Thì đây là những cái cảnh chùa thơ mộng huyền ảo. Như vậy thì câu số 1, những câu thơ cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng. Đầu tiên đó là cảnh rừng xuân đẹp. Rừng mơ thay áo mới, súng xính hoa đoán mời. Cảnh chùa thơ mộng huyền ảo, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ.
lẫn trong làn hương khói một mùi thơm cứ vương. Động chùa tiên chùa hương đã còn vang tiếng nhạc, động chùa núi hinh bồng gió còn ngân khúc hát. Thì đây là những câu thơ cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng. Rồi tiếp theo câu số 2. Tìm những câu thơ bộc lộ cảm xúc của người đi hội. Thì các em hãy đọc lại khổ thơ 2, 3 và 4. Khổ thơ 2. Nơi núi cũ xa vời bỗng thành nơi gặp gỡ, một câu chào cởi mở hóa ra người cùng quê. Bước mỗi bước say mê như giữa trang cổ tích, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ. Dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hội, lẫn trong làn sương khói một mùi thơm cứ vương. Thì các em thấy ở đây khổ thơ 2. Nơi núi cũ xa vời bỗng thành nơi gặp gỡ, một câu chào cởi mở hóa ra người cùng quê. Thì ở đây là nêu lên cái cảm xúc, đó là cảm xúc thân thương, gần gũi với cảnh vật của người đi hội. Nơi núi cũ xa vời, rồi bỗng thành nơi gặp gỡ, một câu chào cởi mở hóa ra người cùng quê. Rồi tiếp theo, cái cảm xúc say mê trước cảnh đẹp đó là bước mỗi bước say mê như giữa trang cổ tích, đất nước mình thanh lịch nên núi rừng cũng thơ. Đó là cái cảm xúc say mê trước cái cảnh đẹp. Rồi tiếp theo cái cảm xúc bồi hồi đó là dù không ai đợi chờ. Dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hội, thì đây là cái cảm xúc bội hội. Rồi như vậy thì câu số 2 các em sẽ trình bày như sau. Cảm xúc thân thương gần gũi với cảnh vật của người đi hội. Nơi núi cũ xa vời bỗng thành nơi gặp gỡ, một câu chào cởi mở hóa ra người cùng quê. Tiếp theo là cái cảm xúc say mê trước cảnh đẹp. Bước mỗi bước say mê như giữa trang cổ tích. Rồi cuối cùng là cái cảm xúc bồi hồi, dù không ai đợi chờ cũng thấy lòng bội hội. Rồi tiếp theo câu số 3, theo em khổ thơ cuối nói điều gì? Thì các em hãy đọc lại khổ thơ cuối. Ôi phải đâu lễ Phật, người mới đi chùa Hương, người đi thăm đất nước, người về trong yêu thương. Thì các em thấy ở khổ thơ cuối bài này, muốn nói đó là người ta đi chùa Hương không phải chỉ là đi lễ Phật mà còn cả đi thăm cả cái cảnh đẹp của đất nước để nâng cao lên cái tình yêu thương đối với quê hương. Như vậy thì câu số 3, các em sẽ trả lời như sau. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói, người ta đi chùa Hương không phải chỉ là đi lễ Phật, mà còn là đi thăm cảnh đẹp của đất nước, để nâng cao cái tình cảm yêu thương đối với quê hương. Rồi tiếp theo câu số 4, học thuộc lòng khổ thơ em thích. Thì các em sẽ học thuộc lòng cái khổ thơ nào mà các em thích. Rồi phần nội dung của bài thơ, thì nội dung bài thơ tả hội chùa Hương. Người đi hội chùa Hương không chỉ để lễ Phật mà còn đến để ngắm cảnh đẹp đất nước, hòa nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu hơn con người. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.